Hello, xin chào tất cả các bạn. Phải đến 3 hôm rồi, hôm nay Thắng mới ra video. Đó là vì Thắng đi chơi mấy ngày liền và Thắng khoe cho các biết nhá, Thắng mới tạo được hai em robot màu trắng với cả màu xanh ngọc, cực kỳ là đáng yêu, cute, dễ thương. Và đặc biệt quan trọng là bọn nó rất hài hước, đứng cạnh nhau suốt ngày, chồng ghẹo nhau, chôn nhau. Mấy bạn xem con đây này, cái con này suốt ngày trêu con này, xong bắt đầu con này trêu ngược lại con này. Thắng sẽ đặt cái con robot này nó ngoảnh đi, xong mà Thắng sẽ vỗ đầu thì cái con này nó sẽ tưởng là cái con này trêu con này, ngoảnh đầu đi. Một con thôi, con này ngoảnh nữa đây. Rồi, con này chụp ảnh được nhá, chụp ảnh được cái tên này nó chôn này, xong mà tên này nó lôi nói này. Vâng, kết thúc câu chuyện là một con robot đã bị ăn ngay một cái bàn vả qua Bluetooth. Mọi người thường hay bảo là bọn này uýnh nhau qua Bluetooth. Các bạn có nhớ cái video lần trước mà đã thoát khỏi ông nha si ăn trộm răng của bọn Thắng không? Thì cứ tưởng là trốn thoát được ông nha si là an toàn rồi, trở về nhà rồi, nhưng mà không phải. Thắng lại chui từ nhà của ông nha si này sang một cái nhà tù của cái ông này là ông cảnh sát người máy. Tên của ông ấy là Wilson, mà không phải là cảnh sát người máy đâu, cảnh sát người sắt. Nhìn người của ông ta mà xem, toàn sắt han gì. Sắt này phải mang đi bán sắt vụn chứ có làm được cái gì nữa đâu. Bán sắt vụn cho người ta tái chế sang một cái đồ khác. Nhưng mà được cái quả mắt của ông này chắc là phải dùng được đấy, bởi vì sáng lóe như thế kia kìa. Ui, đừng có làm gì cháu nha, cháu lại ít tuổi lắm, cháu chưa biết cái gì đâu, cháu chưa nhận thức được cái gì đâu. Lúc mà cháu nói vui chơi rồi, chứ cháu đã chê ông là xấu trai hay là đẹp trai hay là ngu hay thông minh đâu. Mày quá vào đây cỡ một cái bạn giống quỷ. Không phải có một bạn đâu mà có tận 2 bạn 3 bạn luôn. Rõ ràng đấy, ở ngoài này thấy mấy bạn kia kìa. Đây, ở bên nhà tôi kia và bên nhà tôi kia nữa là cũng có rất là nhiều bạn luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải lo cho thân của mình trước đi. Bên này là số ngày mà Thắng đã bị nhốt ở trong này rồi. Mình mới bị nhốt ở đây được 1 ngày 2 ngày 3 ngày. À, chắc là viết số ngày của bạn khác cơ. Bạn này đúng không? Các bạn này, sao lại mọc sừng ở đây? Bị nhốt ở trong này lâu quá thế à? Đầu mọc sừng đúng không? Hay đầu bị lấm? Chắc là hàng ngày nhớ gội đầu sạch sẽ nha, không nó lại lên sừng này. Các bạn cũng nhớ như thế, gội đầu sạch sẽ mà không lên sừng giống như cái bạn đổi mũ này thì chán lắm. Bên này là cái hạt đậu loài giới là đừng có ăn vào là mình sẽ loài giới luôn. Đấy, đi vệ sinh không đi nhưng mà cầm cái thìa khoét một vật được một cái cửa to như thế này. Thế Thắng mới trốn thoát được ra chứ. Không phải là nó khoét đâu mà mấy bạn vô tù trước rồi mấy bạn ấy quét cho Thắng. Bây giờ cái nhiệm vụ của Thắng là đọc việc ngồi lên toilet này và đi không phải đùa thôi. Nhiệm vụ của Thắng này phải trốn thoát đi ra khỏi cái nhà. Cái gì đây? Giường của tôi ở đâu? Cái gì? Sao giường của tôi ở đâu? Ui, nhìn cái tên này mặt nó như kiểu rất là gian xảo luôn, như kiểu rocker luôn. Hắn không phải người tốt đâu, nó là người tù. Mã số của là 247369 chắc chắn rồi, nó là người xấu nên là Thắng sẽ không giải cứu nó ra ngoài đâu. Bên này có tên nào không? Wow, oh my god, đây này mấy bạn ơi. Wow. Đấy, tò mò thế này bị bắt luôn rồi. Cái cô máy nghề sắt kia là nghe có vẻ là hơi bị cân quen đấy. Hình như là lần trước đã trốn thoát được cái cô máy sắt kia rồi. Nó hình như nó là ôi, người ta đang suy nghĩ mà sao nó bắt người ta làm cái gì. Hình như nó là cái đệ tử của ông Bánh Răng sao nhỉ, bác nha sĩ sao nhỉ. Thôi kệ đi, chả quan tâm nó là ai, chỉ biết là người xấu là bị bắt vào tù rồi. Chỉ có Thắng vô tù không phải là người xấu mà thôi. Đằng sau đâu ạ? Đây. Ủa, và đây là thân hình của anh đại ca cảnh sát này. Có lên gọi anh ta là Iron Man đúng nhỉ, bởi vì là trên cơ thể của anh ta có rất là nhiều dây điện. Mấy bạn nhìn thấy chưa, rất là nhiều dây điện xanh, dây điện đỏ, như kiểu nó cắt bom mà tôi chạy. Có anh em nào biết đi đường nào thì chỉ được đúng rồi. Bên này là mấy hàm răng của bác sĩ nha. Wow, đây là mấy bạn ơi, ông nha sĩ đã bị nhốt vào trong này rồi. Thì ra là ông nha sĩ đấy chỉ là bên dưới của cái ông cảnh sát đấy mà thôi. Cảnh sát người sát, tụi ngu chưa? Không thì ông ta bắt Thắng mà rõ. Thì ra đang tiêu diệt được ông nha sĩ đây rồi. Xong bắt đầu là cái ông cảnh sát sắt đấy mới bắt ông nha sĩ vô tù đấy. Đục. Nhưng mà cũng đúng mà, sao ông ta lại bắt thêm Thắng này thì chắc là đúng rồi. Chắc là ông cái cảnh sát sắt kia tưởng Thắng là người sau đến bắt Thắng này. Còn đâu là mấy cái tên ở trong nhà tù của ông cảnh sát sắt kia bắt là đúng rồi mà nha sĩ này. Bắt con robot sắt rồi bắt hàm răng sắt kia kìa. Mấy cả cái ông gì mà mặc màu áo da cam xấu sức mạnh cái gì đây. Lấy sức mạnh của ông cảnh sát sắt à. Rồi gạt nó xuống, thế là có mấy cái cầu ở ngoài kia nó nhô lên. Là gắn dịch sức mạnh mình làm, mình cứ tưởng là cái gì nhảy sang cái gì nhảy sang. Thắng không có ai làm chứng cho Thắng là người tốt, thế nên là Thắng phải tự trốn thoát khỏi cái nhà tù của cái ông cảnh sát sắt đấy mà thôi. Hồ sơ độc quyền cái gì, biết độc quyền rồi nhưng mà làm quái gì có tiền đâu. Bây giờ ấn cái nút này để làm cái gì à? Ấn cái nút này để đặt lại cái cầu thang này. Nhưng mà từ từ đã, đi ra ngoài xem đã. Cái thang này là bắc lên xong bắt đầu là bên nào nhỉ? Bên này hay là bên này này? Người ta chỉ tên bên này. Biết rồi, hiểu rồi. Đấy, cầm một cái thú nhảy lên, đặt vào đây đúng không? Chưa được, chưa được. À, đây không phải là cái thúng mà đây là cái thùng lùi xuống. Đấy, đặt vào đây. Xong bắt đầu là cái màu đỏ này. Wow, nghe có vẻ giống Squid Game hay là cái đèn tín hiệu giao thông này mà có màu vàng, màu xanh rồi là màu đỏ. Đó, lên lên, lên đây. Thế là sao người ta lại cho cái thang kia để thằng làm cái gì? Nhảy lên nữa. Ủa, từ từ, gần quá, gần quá, gần quá không được. Rồi, bên này, bên này, bên này. À, đây, 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 đây. Click vào đây. Thế là ok luôn. Bây giờ, wow, cái gì đấy, cái gì đấy? Ui ôi, con robot của Thắng rồi đang chém hoa quả mấy bạn ơi. Nhưng mà một con hết pin rồi. Thôi kệ đi, bây giờ cho bọn nó chơi một mình đi. Để xa bên này. Rồi ok à, xa bên này nữa. À, bên này này, bên này này. Ui dồi, bên này nữa này. Thế là ok luôn. Rồi nguy hiểm, không nguy hiểm ai chả biết là nguy hiểm. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là cứ bắt Thắng vô đây thì Thắng chả phải vô. Nhưng cái dây điện này là con điện không là... Nó không có điện, nó không có điện. Và cái ô tô giờ đang nhảy xuống đây đúng không? Nào, 1, 2, 3, lên cầu. Ui dồi ôi. Thôi con robot kia im mồm. Mình chơi game mình nói to quá thì con robot nó cứ sợ nó có là nga là nhằng kêu. Wow, oh my god, một chiếc đầu lâu. Nó có thể đổi rất là nhiều màu sắc luôn. Có nên gọi cái con đầu lâu này là con quái vật 7 màu không nhỉ? Sợ quá đê, sợ quá đê. Ui, trời ơi, tự nhiên bây giờ tối mày này, nhảy xuống thôi. Được rồi. Đừng có bảo, đừng có bắt nữa cái con đầu lâu 7 màu kia rồi. Wow, và xung quanh nó có một cái tàn khói màu đen xì luôn. Nhưng mà Thắng không biết chạy đường nào, thế nên là Thắng lại bị nó bắt rồi. Hồ Lam, đừng có bắt mình làm cái gì nữa, mình đã nhớ đường đâu. Được rồi các bạn ơi, bây giờ là Thắng sẽ đi bên tay phải đi. Rồi, mê cung. Đi thẳng xuống. Oh my god. À, thì ra nó là một cái tên gì đó. Đây có một tên này, nó là một cái tên người bình thường thôi mấy bạn ơi. Nhưng mà nó đeo mặt lạ, nó dọa Thắng à. Đây có một tên nữa rồi. Lên. Đi luôn. Sang bên tay trái. Wow, à không phải, đây là cái bạn. Ồ, được rồi. Cái bạn này hóa ra là người chơi làm dọa Thắng là nó sợ đứt cả hơi. Có phải đi bên này không? Rồi, đây có mũi tên. Ôi, cố lên. Con ma kia là nó chạy chậm hơn Thắng rồi, nó không đuổi được Thắng đâu. Nhưng mà đi mãi một chu tới đích nhỏ, đi mãi một chu ra được rồi. Thế luôn cái cánh cửa mũi tên chỉ rồi. Và đi sang bên này là ok luôn. Con ma màu xanh kia đợi Thắng. Đi qua cái vạch này tăng tốc đúng không? Đấy, ai cũng được. Lên nữa nè. Hai quạt lên nữa nào, giống nhà của ông nha sĩ kia kìa. Ủa, oh my god, đây. Wow, oh my god. Hay quá đây. Cái đấy. Lên bên này, đã quá đây. Rồi, tăng tốc tiếp. Nào, ui dồi, tăng tốc. Lên bên này tiếp này. Hay quá. Úi giời ơi. Cái đèn thật one shot, nhảy từ đầu tới cuối luôn. Xuống. Wow. Cái gì mà nhiều bay gai như thế này thì Thắng làm sao để qua được. Nhưng mà Thắng vẫn qua rất là bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Là lao nữa này, bên này là còn có nhiều bay gai quá. Nhưng mà không làm khó được Thắng đâu. Làm sao mà làm khó được Thắng được. Lên nữa này. Ê, lên này. Ấy sợ. Thôi robot ơi, đứng im làm cái gì. What? Vừa bảo robot ở ngoài thế vào trong này gặp luôn một chùm. Đây, các bạn để ý con mắt của nó nhá, lúc nó lồi vào đây. Nó chỉ cử động thôi. Bọn này chỉ là giả thôi, nhưng mà nó bắt được mình đấy. Én qua luôn cái gì đấy. Đi bên nào? Bạn xanh kia biết đường sao mà không đợi Thắng đi. Đấy, có đường rồi. Hay quá. Đi lên rồi. Tun bách này, đường để thoát ra ngoài. Ok. Lên nào. Ủa, bạn kia bay kiểu gì mà ghê thế nhỉ? À, chắc là từ trên cao rất dụng rồi. Mình đi cái gì đấy. Đây ơi, lên rồi, có ngay một cái cỗ máy để đeo lên lưng nhưng mà phải mất tiền cơ. Ủa, bây giờ phải đi qua mấy cái thanh sắt này. Úi dồi, nhảy xuống là chính xác là 100% là toi luôn, chứ không phải nói nhiều làm cái gì nữa. Lên. Sang bên này nữa. Một thanh sắt cuối cùng và đi đây. Thắng chả thấy cái cánh cửa nào cả. Lên đi, sao bạn làm sao mà cái người của bạn nó đen xì thế vậy? À, quên, người của bạn xanh lét thế vậy. Bạn chỉ cho mình bí quyết để người của mình cũng xanh như người của bạn. Đây có một cái nút này. Ơn cái nút này là sẽ có điều gì xảy ra? Ơn cái nút này thấy có thấy cái điều gì nó xảy ra đâu, nó vẫn bình thường như cần được hộp sữa lên. Ui dồi, wow, sợ quá đấy. Được rồi, bạn này chơi giỏi nhờ mấy bạn ơi. Bạn này chơi giỏi như là thắng luôn đấy. Rồi, chơi giỏi là kết bạn với thắng lên. Lúc nào muốn chơi nó gọi bạn, thêm bạn chơi cũng. Wow, cái gì thế? Cứ tưởng là lông cơ hóa ra nhảy sâu như kiểu đang nhảy lòng đất trượt xuống. Thế là bị ngay cái quả lava cái đồ đè bẹp dí cái con người luôn. Đây là đang nghe có vẻ trong cái tòa lâu đài đá bạn người xanh xanh kia đâu. Ui giời ơi, cứu tôi, lên, ui, xuống, hay quá, đè có người thắng nè, không sao, các bạn sang anh kia đâu, đợi thắng nữa. Ui, đằng sau kia, lăn qua đây, hay quá, nó lăn qua thắng rồi, luôn, nhanh, wow, oh my god, xuống này, ui, yeah. Còn một ô cuối cùng và ô này là nhảy xuống cái quả bánh toàn là màu vàng mà thôi. Và bên này toàn là tia laser đi. Hay quá, qua rồi. Mảng nhận này thì quá bình thường luôn. Nó làm sao mà giữ chất để thắng rồi. Ui, chỗ này là hơi bị sợ đấy nha. Nhảy qua. Ui, hình như là không được nhảy qua một cái tấm vân lứt cái sao ấy. Thằng nó chạm nhẹ qua xong nhảy qua là được thôi. Nhưng mà người ta không cho nhảy lên là không biết. Ui giời ơi, người ta không cho nhảy thì bây giờ thắng nhảy kiểu gì đây? Ui, được rồi. Wow, thế là rơi xuống cái hố lava luôn. Wow, ui, qua luôn, hay quá. Ui, tối đa 0/30 là cái gì đây? Không biết, nhưng mà ở trên này có một khẩu pháo. Chắc chắn khi mà thằng cầm khẩu pháo lên vào là thằng phải chiến đấu với cảnh sát sát vụn. Ok, ba anh em chiến đấu với cảnh sát sát vụn. Đó, đây rồi. Ui, ban đầu là bị cụt tay lại cụt chân cái gì. Sao cứ bội sao càng ngày càng đông vậy trời. Mấy bạn ơi, cứu, cái gì mà đông vậy trời. Biến ra này, một con này, con này thì nó sáng màu đỏ này, cắp tháng nè. Ui, con này thì nó bị gãy cổ. Ui, cái đồng thì này sao gãy cổ nhiều như thế này. Biến ra sao nó chỉ bắt mình tháng thôi nhỉ. Nào, hai con này cút đè, cút đi. Biết rồi, bắn hạ gục 30 con cảnh sát người sát này là thằng sẽ giành chiến thắng thôi anh em nhá. Biến đè, cắp cái gì mà cắp, bọn ngu đè vô đây. Ui dồi ui 17 này, rồi 18 này, ai quá 19 này, chi bùm yeah. Đã xong ngay 3 em cảnh sát sắt và một đoàn tàu. Đấy, đừng có bảo đây là đoàn tàu mô hình không chọn được tháng nhé. Không phải đâu, đây là đoàn tàu sắt chỉ việc lên đường và nhưng mà mình muốn lái tàu. Cất cái quả súng này đi. Con tàu này nhìn thấy mình cầm súng này sợ quá này, không dám mà chạy đi thì toi luôn. Rồi, đoàn tàu khởi hành đi. Lên xe. Nhưng mình phải đi lên toa tàu này sao nhỉ? Đâu đã đây. Bắt đầu sẽ let's go. Đây là đoàn tàu chạy trong rừng, đừng có bảo là đang chạy sang vỡ tung ra nha. Tu tu xình xịch. Yo. Ok các bạn ơi, thì cái video ngày hôm nay đã thoát được cái cảnh ông cảnh sát sắt đấy rồi. Và mình đã về tới đích rồi. Ba ông kia phải ngước nhìn xuống, nhìn thắng này, thắng là người vô địch.